Chào mừng mọi người đã quay trở lại với video tiếp theo trên kênh Vệ sinh Sao Việt. Hôm nay mình xin chia sẻ một số lưu ý sử dụng của máy chà sàn đơn có model là SB143H16 của thương hiệu Ghibli và Webel. Máy được sản xuất 100% tại Ý, được nhập khẩu và phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Vệ sinh Sao Việt, có địa chỉ tại 666-62 đường 3 tháng 2, phường 14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Lưu ý khi sử dụng, khi chúng ta nâng hạ cần máy, cần bóp mạnh và dứt khoát tay bóp nâng hạ cần để tránh bị mòn nhông. Đến vị trí thuận lợi thì chúng ta buông tay ra, bóp mạnh và dứt khoát. Trong quá trình sử dụng, máy có xu hướng là đẩy lùi về phía sau, cho nên chúng ta cần một cái lực tương tác để đẩy ngược lại bằng cách tì chân vô máy. Máy SB143H16 có tốc độ cao, cho nên là chúng ta sẽ không dùng để giặt thảm, tại vì tốc độ vòng quay là 308 vòng trên 1 phút thì nó sẽ gây rách thảm. Và với cái tốc độ này thì chúng ta không sử dụng máy trên những cái bồi bề mặt gồ ghề thì sẽ khiến máy bị quăng và không điều khiển được máy. Trong quá trình sử dụng thì chúng ta không được sử dụng tay bóp nâng hạ cần, tại vì máy sẽ bị đập xuống. Và máy có cấp độ chống nước là IPX4, cho nên chúng ta không ngại là nước sẽ vô motor gây cháy motor. Khi máy bị rung lắc mạnh thì chúng ta bung lập tức, hai tay bung ra khỏi máy thì máy sẽ lập tức dừng lại. Không sử dụng bàn chải khi bị quá mòn. Khi bàn chải bị mòn thì có thể liên hệ công ty Sao Việt để được trồng cước lại. Định kỳ chúng ta thường là thay nhớt cho máy khoảng 6 tháng một lần. Khi sử dụng xong thì chúng ta phải vệ sinh máy sạch sẽ, vệ sinh bình chứa dung dịch, bàn chải và để cho khô ráo rồi chúng ta cất vào kho. Mình chia sẻ tiếp một số lưu ý khi sử dụng máy là trong quá trình sử dụng, nếu máy bị nhảy thì chúng ta kiểm tra bàn chải xem cái độ tiếp giáp của bàn chải với bề mặt sàn. Thứ hai, máy bị rung lắc thì chúng ta kiểm tra lại ốc xiết. Thứ ba, khi chúng ta bóp tay bóp xả nước mà nước không súng thì chúng ta kiểm tra lại van bình nước xem nó có bị nghẹt hay không. Với tốc độ 308 vòng trên phút thì máy sẽ được sử dụng nhiều để đánh bóng và vào bảo dưỡng sàn đá. Cho nên khi sử dụng thì chúng ta không để yên máy tại một vị trí quá lâu, nó sẽ gây cháy đá. Trong quá trình sử dụng, nếu có tiếng động cơ lạ, có mùi khét hoặc là bọc khói thì lập tức ngừng sử dụng và liên hệ cho chúng tôi theo số điện thoại trên màn hình. Vừa rồi mình đã chia sẻ một số lưu ý khi sử dụng máy chà sàn đơn có model SB143H16 của thương hiệu Ghibli và Webel. Mọi người hãy tiếp tục theo dõi kênh Vệ sinh Sao Việt để cập nhật những video tiếp theo.